Hello anh em, lại là mình đây. Anh em thắc mắc cái MTPA là cái gì? Thì cái MTPA này á là tọc E trên âm E, là một cái hệ số xác định cái hiệu năng tốt nhất của động cơ nha. Hiệu nôm na là vậy. Muốn điện này chính xác, muốn tính này cho chính xác á, thì các bạn phải tìm được KV. KV là cái gì? Tức là KV là số vòng trên phút đạt được ở trên 1V nha. Và muốn tính được cái KV đó thì các bạn phải tìm được cái tốc độ không đổi của động cơ. Tốc độ không đổi thì cũng giống như dạng như tốc độ dinh định đó. Thì tốc độ không đổi trên cái hệ vôn hiện tại nha. Tại vì vôn thay đổi thì sẽ làm cho cái tốc độ không đổi nó tăng giảm. Nếu muốn biết chính xác động cơ của bạn bao nhiêu thì các bạn phải đưa về, ví dụ như là động cơ 72V thì các bạn phải đưa về 72V đầu vào thì nó biết chính xác được. Đây là no load nha, không tải nha. Thì muốn tính á, thì bất kỳ SQ nào hay là cái gì cũng vậy thì working là phải tắt đi, bỏ giới hạn tốc độ nha. Đi vào xong rồi bên cái tab này thì các bạn đơn giản là vặn ga và chờ nó lên tới cái dòng tua ổn định thôi. Tại vì động cơ thì 72 nhưng mà mình đang đi hệ 94V nên cái giá trị MTPA chắc chắn nó sẽ tăng lên rồi. Tại vì cái hệ vôn cao thì nó cũng đã làm tăng tốc độ không đổi lên rồi. Không 50 nha. Ok chưa? 1050. Đây bắt đầu tính KV nè. 1050 chia cho số vôn 94V. 94 bằng đây. Đây là số vòng mà động cơ có thể đạt được trên 1V, số vòng trên phút nha. Mình sẽ cung cấp cho các bạn vài công thức từ cơ bản đến nâng cao, mình sẽ để dưới phần mô tả. Đây là công thức cơ bản nhất tính cho động cơ húp, còn động cơ mít thì có thêm một công thức nâng cao nữa, các bạn sử dụng cái nào cũng được. Thì dĩ nhiên những công thức này nó không chính xác bằng các bạn đo đong đếm rồi, này chỉ là mô phỏng gần đúng thôi, để cung cấp cho bạn công cụ để các bạn có thể điền vô trong cái ô đó là gần chính xác nhất nha. Thì chúng ta có KV rồi, chúng ta chia 60 và nhân với hệ vôn hiện tại. Đây là công thức cơ bản nhất. Đây, KV chia cho 60. 60 bằng nhân với 94 đúng không? Chắc chắn việc tăng vôn sẽ làm tăng MTPA. Đó, 17.75, 17.5. Các bạn có thể đề làm tròn xuống, đừng làm tròn lên nha. Làm tròn xuống thì vôn nó sẽ sụt chứ không có, nó không có tăng lên. Nên các bạn làm tròn xuống. Với lại á, khi các bạn test á thì các bạn nên đưa về cái số vôn mà nằm ở khoảng 50% pin. Số vôn gọi là số vôn định mức của cục pin bạn, ví dụ pin bạn là 84, 88.8 hay là gì đó, các bạn đưa về gần khoảng 50%, 60% pin đó. Tại vì khoảng đó cái hiệu năng của cục pin nó cao nhất và các bạn chạy với cái khoảng đó là nhiều nhất. Đó, thì các bạn điền vào đây. Thì lúc trước mình đo của mình đó thì là 15 nha. Mình điền lên 15. Điện này 15 rồi lưu lại. Vậy thôi. Vậy là chúng ta đã tính được cái MTPA của động cơ rồi. Nếu mà có gì thắc mắc thì comment bên dưới, góp ý cũng comment bên dưới. Welcome anh em nha. Rồi. Bye bye. Hẹn gặp lại. Dùng clip sau.